Lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ đánh chim đêm nhé. Để các bác ở tất cả tỉnh thành khu vực phía Bắc nhà mình là đợt này đánh con gì ạ? Ở Bắc Giang em thì bắt đầu nghỉ lác đác rồi. Đó, bây giờ chỉ tập trung đánh con gà thôi các bác. Đấy, vạc nghỉ này, vạc bắt đầu cho vạc mồi về hết rồi các bác. Đấy, sới thì vẫn để lại. Cắm mấy con cò trắng đánh nghịch nghịch vui vui nha anh em. Đấy, ví dụ con cò trắng là đi đêm va vào lưới thì va mà xuống mồ xuống này. Đó. Đấy, gọi trích mấy hôm thì cũng không được. Đấy, bắt đầu lại chuyển sang đánh con nhác hoa. Đấy, miền Bắc mình gọi là con rẽ hú đấy anh em. Đấy, con đợt này thì anh em ở khu vực miền Bắc mình thì tập trung vào đánh con gà. Con gà ra loạt cuối nữa là xong, bắt đầu thu lưới nghỉ ngơi. Đấy, chờ bà con nông dân gặt xong, cấy xong lên xanh xanh thì chúng ta đánh rẽ hui nó về đầu, xong lên rẽ đàn. Nói chung là hiện tại bây giờ chuẩn bị bước sang tháng 5 âm lịch rồi. Đấy, chúng ta nghỉ hết tháng 6 là bắt đầu lại triển khai lại anh ạ. Đấy, còn nhiều bác ở khu vực địa hình đẹp. Đấy, ví dụ có vạc ổ chẳng hạn thì vẫn đánh được bình thường, vạc viếc vẫn chơi được, chích chiếc đầm điếc đẹp, gà thì vẫn đánh được dài. Nhưng ngoài miền Bắc thì đặc biệt ở khu vực Bắc Giang thì trong đợt này là cũng khả năng là lốt loạt gặt lúa này là nghỉ thôi anh em. Có hôm gọi thì cũng được chục con nhác hoa đấy, hôm nay được có con thôi. Lấy nhác hoa thì đánh con nhác hoa đánh trực tiếp vào lưới trích anh em. Đấy, mắt lưới 8 phân. Con này thì cự đi của nó thì trong cái thời điểm mà trăng sáng nó đi rất là mạnh. Và con này thì đánh trên loa toa. Đấy, lưới 8 phân đánh trích ấy, mọi hôm bán trích quay cho các bác xem này. Đấy, năm nay thì trích nó về ở cái vụ tháng 3 nó về được 2 đợt anh em. Đấy, con gà thì cứ đều đều thôi, gà hôm nào cũng được. Đấy, nhưng mà đặc biệt hôm nay móm cũng hơi buồn. Đó, bàn này. Tháng 8 thì sẽ đánh trận địa sang cả một bờ đầm bên đây. Bờ đầm bên đây thì bác chủ hồ bữa mới múc thêm cái này anh em này. Lắp thêm cái đầm bên đây. Đầm bên đây khả năng là vụ tới đánh te đây. Nước cũng khá là sâu. Đây, tháng 8 nó đánh sang bên này anh em. Để đầm một đẹp hơn. Đầm bên này thì khả năng là tháng 8 tới thì nước nó chỉ sệt sệt như này thôi. Đầm bên này nước đầy hơn này. Bắt đầu đắp chia bờ này. Đấy, giữ nước hất từ đây lên chỗ cái đám lúa chín kia nó cũng mấy mẫu anh em. Đấy, còn thời điểm này thì nhiều anh em thợ chim đêm, ví dụ đặc biệt là em hay ông bạn này thì ngày thì có thể là đi đánh thêm con chằng nghịch đánh ngày, không thì đánh thêm con chim sẻ, cũng là con chim đem lại kinh tế khá là cao đấy. Ok. Đấy, các bác ở tất cả tỉnh thành khu vực phía Bắc nhà mình xem được video này thì các bác xem là cập nhật tình hình là các bác đang đánh con gì nhé ở dưới bình luận. Bây giờ chào các bác ấy.